Bài sói tên lửa bờ Rubes ME tân đã có mặt tại Hà Nội, được sinh ra là cho Việt Nam. Tổ hợp tên lửa bờ Rubes ME là một trong những sản phẩm quốc phòng mới nhất của Nga, được tập đoàn sản xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport giới thiệu tại triển lãm quốc tế quốc phòng và an ninh DSE Việt Nam 2019 diễn ra ở Hà Nội. Do sự phức tạp trong quá trình vận chuyển, và người ta chưa thể mang nguyên mẫu tổ hợp Rubez-ME đến Hà Nội, thế nhưng bù lại, phía Nga vẫn ưu tiên mang đến DSE Việt Nam 2019, tài liệu lẫn hình ảnh giới thiệu về tổ hợp tên lửa bờ Rubez-ME tới tân, giới thiệu với khách tham quan. Việc Drusoboron Export để mạnh quá trình quảng bá, cho thấy đây sẽ là một trong những vũ khí chủ lực tương lai của quân đội Nga, tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Sở dĩ nó như thế bởi Rubez-ME được phát triển dựa trên thành công của Bani, một trong những tổ hợp tên lửa bờ chủ lực của quân đội Nga hiện nay. Bản thân Bani đang được xem là một trong những lá chắn quan trọng của lực lượng phòng thủ bờ biển thuộc Hải quân Nga nhờ năng lực tác chiến và răng đe mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành tổ hợp Bani cũng bộc lộ một số nhược điểm như không có khả năng tác chiến độc lập bởi các xe phóng tự hành của tổ hợp phụ thuộc quá nhiều vào đài radar Monolith B, vốn là đối tượng đầu tiên bị đối phương tấn công khi trận địa Bani bị phát hiện, từ đó khiến cả tổ hợp bị vô hiệu hóa. Bên cạnh đó, tên lửa hành trình chống hạm KH-35, KH-35E mà ban y được trang bị có tầm bắn khá hạn chế, tối đa chỉ 130 km. Từ những hạn chế trong quá trình vận hành Bani, cũng như kinh nghiệm tác chiến phòng thủ bờ biển ở một số nước, nhất là tại Syria, công nghiệp quốc phòng Nga đã cho ra đời Rubes ME, một tổ hợp tên lửa có khả năng tác chiến toàn diện trong môi trường chiến tranh hiện đại. Theo nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, Rubes ME cùng với Bashan P sẽ là lá chắn bất khả xâm phạm bảo vệ đường bờ biển của nước Nga trong tương lai có một điểm khá trùng hợp của rubes me được quân đội nga phát triển để bảo vệ đường bờ biển dài và rộng của nước này khá giống với trường hợp việt nam trong khi đó ở thời điểm hiện tại hải quân việt nam cũng đang cần tới một dòng tên lửa bờ có năng lực tác chiến toàn diện như rubes me vì vậy cũng dễ hiểu vì sao việt nam trở thành đích ưu tiên của rubes me Bên cạnh đó thì đã từ lâu Việt Nam đã có truyền thống sử dụng các tổ hợp tên lửa bờ do Nga chế tạo, tên lửa KH-35 hoặc KH-35UE mà tổ hợp Trubes ME đang sử dụng là tên lửa chống hạm chủ lực trên các tàu chiến của Việt Nam, do đó việc đảm bảo kỹ thuật cho tới vận hành không phải là nhiệm vụ quá khó với Việt Nam. Theo tài liệu giới thiệu của Rosoboronexport, tổ hợp M-E -E cùng tên lửa KH-35 có tầm tác chiến hiệu quả từ 7 đến 260 km, cho thấy tổ hợp này được trang bị đạn tên lửa KH-35U vốn có tầm bắn gấp đôi so với phiên bản KH-35 và KH-35E cho xuất khẩu. Ngoài đài radar Monolith B, mỗi xe phóng tự hành của M-E -E còn được trang bị riêng một radar chiếu xạ cho phép nó hoạt động độc lập mà không cần tới Monolith B. Các hệ thống radar này cho phép Rubes ME theo dõi đồng thời tới 200 mục tiêu. Tầm hoạt động của hệ thống radar này dao động từ 250 đến 750 km tùy thuộc vào chế độ vận hành. Cũng theo đó, mỗi xe phóng tự hành của Robes ME có thể được xem như một tổ hợp tên lửa bờ thu nhỏ, có thể tác chiến độc lập, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ bị đối phương trả đũa, sang diệt, nhờ vậy nâng cao sức sống còn, đảm bảo duy trì năng lực chiến đấu trong thời gian dài. Các ưu điểm vượt trội kể trên của Robes ME rất hợp với nghệ thuật quân sự tác chiến phi đối xứng, lấy phòng tránh đánh trả là chính của Việt Nam trong chiến tranh tương lai, khi mà chúng ta có thể phải đối mặt với những lực lượng áp đảo về vũ khí, hỏa lực, có điều kiện chính xác. Trubes MRE có thể tác chiến theo phương thức hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung, đặc trưng của nghệ thuật quân sự Việt Nam, bởi các xe bệ phóng tự hành có thể bố trí cách nhau rất xa, nhưng khi cần vẫn có thể tạo ra một cơn mưa đạn tên lửa, diệt hạm tập trung vào một khu vực mục tiêu. Với mật độ đạn dày đặc, bay sói KH-35 hoặc KH-35UE tận dụng khả năng bay siêu thấp, bám định sóng để tiếp cận các tàu đối phương mà không bị phát hiện hoặc nếu bị phát hiện thì cũng không thể kịp đánh chặn và hoặc bị quá tải do số lượng mục tiêu lớn khiến hệ thống phòng thủ trên tàu bị quá tải. Bên cạnh các đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội, Rubes ME còn có một lợi thế quan trọng khác là giá thành mua sắm ban đầu và chi phí vận hành hợp lý hơn so với các hệ thống tương tự. Vì thế, tổ hợp này không chỉ được quân đội Nga ưu tiên mua sắm, mà còn được nhiều quốc gia có biện khác quan tâm. Với lực lượng tên lửa bờ còn mỏng, lại có nhiều tổ hợp để được đưa vào sử dụng từ lâu tới nay đã xuống cấp công tác đảm bảo kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn trong khi tính năng chiến đấu phần nào đã bị lạc hậu hải quân việt nam có thể tham khảo mua sắm rubes me nhằm tăng cường năng lực phòng thủ bờ biển đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại các xe phóng tự hành của Rubes MRE có thể bố trí cách xa nhau cũng mang lại cho lực lượng phòng thủ khả năng bảo vệ đường bờ biển dài hơn so với tổ hợp Bani thông thường kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố chi phí và hiệu quả chiến đấu do vậy dòng Rubes MRE xứng đáng được xem là ứng viên sáng giá nếu mà hải quân Việt Nam quyết định mua sắm thêm các tổ hợp tên lửa bờ thế hệ mới nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.